Và đây là bếp hỗn hợp AEG với hai bếp từ phía đằng trước và hai bếp hồng ngoại phía đằng sau. Giờ thì mình sẽ điều chỉnh phần phía hồng ngoại để cho các bạn thấy được hai bếp hồng ngoại của bếp hỗn hợp AEG. Mặt bếp bắt đầu nóng đỏ lên và phía bên tay phải của bếp hồng ngoại còn có khả năng là mở rộng vùng nấu. Như các bạn thấy là phần vùng nấu mở rộng đã đóng đỏ lên. Và để điều chỉnh chức năng này thì các bạn lựa chọn cái hình tròn được lồng vào nhau để ngay cạnh cái phần mà điều chỉnh nhiệt của bếp. Thì bếp hồng ngoại của AEG được thiết kế là khá là chắc chắn với phòng ngoài là được bọc bằng thép không gỉ và phần mặt kính là chịu lực chịu nhiệt. Sau khi tắt bếp thì các bạn sẽ chú ý là sẽ có chỉ số chỉ thể hiện nhiệt dư, cảnh báo là bề mặt bếp vẫn đang nóng ở hai mặt bếp mình vừa mới bật. Đây là một trong những chức năng an toàn của bếp AEG. Bề mặt kính của bếp AEG được thiết kế rất là sáng, bóng và dễ vệ sinh. Và giờ thì mình sẽ kiểm tra chức năng từ của bếp hỗn hợp AEG. Ở đây mình sẽ sử dụng nồi nước của mình và kiểm tra xem là trong khoảng thời gian bao lâu thì nước sẽ được sôi. Mình đang để bếp ở chế độ Stop and Go. Stop and Go là chế độ giúp các bạn có thể gián đoạn trong quá trình nấu nướng. Ở chức năng này nó giữ bếp ở mức nhiệt thấp nhất và khi các bạn chạm tay để khởi động lại bếp thì nó sẽ khôi phục lại cái mức level mà các bạn đã đặt ban đầu. Như mức level ban đầu của mình là mức 9. Và chỉ trong khoảng thời gian là vài giây, các bạn có thể nhìn thấy bọt khí bắt đầu xuất hiện. Đây là một trong những ưu việt lớn của bếp từ. Nó giúp tác động nhiệt trực tiếp vào đáy nồi, từ đáy nồi truyền trực tiếp vào thực phẩm, giúp khoảng thời gian nấu nướng của các bạn nhanh hơn, hiệu quả hơn, giúp tiết kiệm năng lượng và không bị truyền nhiệt ra những khu vực bên ngoài nhiều. Và trong quá trình nấu nướng thì bạn hoàn toàn có thể đặt tay ở những khu vực xung quanh. Đấy là lý do mà bếp từ nó chỉ tác động trực tiếp vào đáy nồi. Sự khác biệt cơ bản của nó so với các loại bếp thông thường như bếp ga và bếp hồng ngoại. Như ở bếp ga thì khoảng cách của bếp ga khá lớn làm cho nhiệt thoát ra ngoài và phần nhiệt bị lãng phí rất là nhiều. Với bếp hồng ngoại thì nó tiết kiệm hơn so với bếp ga, nhưng cơ chế của bếp hồng ngoại vẫn là phải nóng từ bếp rồi nóng trên bề mặt bếp rồi mới truyền nhiệt đến đáy nồi và thực phẩm. Vì vậy mà thời gian nấu nướng của các bạn sẽ lâu hơn so với bếp từ. Tuy nhiên ở bếp hồng ngoại thì bạn có thể có một ưu việt lớn đó là nó không kén nồi. Bất kỳ loại nồi nào bạn sử dụng cho bếp ga đều có thể sử dụng với bếp hồng ngoại. Vì vậy bạn có thể tiết kiệm và không cần phải mua lại hoàn toàn bộ nồi mới như đối với bếp từ. Với bếp từ thì bạn cần phải sử dụng những loại nồi chảo có khả năng bắt từ. Và với những ưu việt này thì nó được tích hợp hoàn toàn trong bếp hỗn hợp của AEG. Bạn vừa có thể sử dụng chức năng là tiết kiệm thời gian nấu, tiết kiệm nhiệt ở bếp từ nhưng vừa có thể sử dụng bếp hồng ngoại để không phải lãng phí bộ nồi của mình. Và như bạn thấy thì khói rất là nhiều và nước chuẩn bị sôi, mình vẫn có thể đặt tay lên thành nồi. Ở đây phần nhiệt được truyền ra thành nồi hay là khu vực xung quanh chỉ là do đáy nồi đã rất là nóng và thực phẩm phản nóng, nó sẽ truyền ngược lại nhiệt vào bề mặt nồi và thành nồi. Như vậy là mình mới giới thiệu xong với các bạn về chức năng của bếp AEG. Để đặt mua sản phẩm hay muốn trở thành đại lý phân phối sản phẩm của Đức, xin mời các bạn vào gusto.vn hoặc liên hệ theo số Viber Zalo của chúng tôi bên dưới. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem.